Thiệu về các bạn nha, mình sẽ giới thiệu về cây Joao Antonio 6C nha. Cái lô Joao Antonio thì còn đúng cây này. Nè, nó nhìn cái mặt mọi người thấy nó đẹp không? Thực tế là nó cũng lỗi một tí này này. Lỗi một tí này này. Thấy không ta? Đây, đó, đó. Mình phải dòm dòm kỹ kỹ một tí nó mới thấy chứ. Dòm sơ sơ nó không thấy nha. Để thường thường hay 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 để ý kỹ mấy cái này á, là mọi người lấy đồ second hand thường thường cái mặt nó thì đằng đằng sau cũng đẹp, nhưng mà nó có mấy cái này giống như này, màu thời gian giống như là này. Nhìn thì nó cũng không chi tiết, nó cũng không không thấy rõ lắm đâu, nhưng mình đi soi kỹ mới thấy. Tất nhiên là một cái đằng second hand thì nó cũng như mới được rồi. Dòng Antonio này thì định cũng nói nhiều rồi, một cái đằng từ Tây Ban Nha, Joao Antonio, thương hiệu quá phổ biến là 6C, 12C, 20C. Thì bữa từ hồi nào giờ về mà được con cây à. Những cây 6C này là cây rất hay nha. Mình sẽ đánh thử âm mọi người nghe. Cây này nha, 12 triệu nha mọi người. Rồi, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ điện qua số điện thoại 0906 391 557 nha. Zalo, Facebook luôn. Đó, còn mấy cây thì tranh thủ giới thiệu cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.